thế là anh bắt đầu đi ra ngoài tiệm thuốc tây mua que thử thai, mua rồi mua tính mấy chục cái á, xong mỗi sáng mở mắt dậy là được cái que đi thử theo. Ai á mà người ta bán sỉ cho ảnh luôn không? Người ta quyết định lấy giá sỉ luôn, người ta không lấy giá rẻ luôn. Cái cô bán tiệm thuốc tây anh còn hỏi anh, anh mua chi nhiều dữ vậy anh? Kiểu vậy anh có bao nhiêu bà vợ thôi, vậy anh có bao nhiêu bà vợ thôi. Thì em đã kịp rồi. Hai rồi nè. Cuối cùng cũng được hai. Nhưng mà trong cái ngày đó nó có cái biểu hiện gì khác không? Không. Sớm quá chị. Lúc chị thân thứ hai chị dạy em, chị nói mày về mày chờ chú chồng mày ngủ mày liền. Thế là em về em chờ lúc đang em làm thiệt. Em làm chứ. Chị thân thứ hà, tụi em trân trọng gọi tên chị, trân trọng gọi tên chị trong cái số này. Xin chào quý vị khán giả, mình là Phan Như Thảo. Hiện giờ thì là mẹ bỉm sữa. Toàn thời gian không làm gì nữa hết. Em có một con, phải một bé thôi. Bé tên là Bồ Câu. Bé được 5 tuổi rồi. Là mẹ bỉm 5 năm, là mẹ toàn thời gian 5 năm rồi đó. Mẹ bỉm toàn phần. Thật ra thì cũng rất là bất ngờ khi mà Thảo quyết định dừng cuộc chơi, quyết định lấy chồng và sanh con. Đặc biệt là sanh con là Thảo quyết định bỏ hẳn luôn, chỉ ở nhà chăm con thôi. Thì đó là một cái quyết định mà đối với chị cảm thấy là rất là nể em ở cái điểm đó. Chị thì chị bất ngờ vì Thảo nhận lời ngồi đây. Cho nên đang định hỏi là lý do gì mà cuối cùng em đã gật đầu với tụi chị. Thật ra thì như mấy chị mời em cũng mấy lần xong rồi em mới nói là thật ra em không có nuôi con, bỉm sữa thì nói thế thôi, nhưng mà mời chồng em có vẻ có lý hơn. Mời chồng em có vẻ có lý hơn, tại vì anh mới là người chăm sóc. Chăm sóc rồi nuôi nấng rồi các kiểu con bé nhà em, cho nên là em nghĩ chương trình giống như sẽ hỏi là con em ăn lúc mấy giờ, rồi con em uống loại sữa nào, rồi con em uống ngày mấy cữ sữa, thì em nói thật em không biết. Cái đó phải hỏi chồng em, chị em không có biết. Xong em mới nói là chị không có hợp đâu em ơi, thôi em mời ai khác chứ chị không có chăm con của chị, hay em mời chồng chị đi. Thì mấy bạn nói là không, em chỉ mời phụ nữ thôi. Em biết lý do tại sao không? Tại vì chuyện chăm con đó là chuyện chung của cả bố và mẹ, nhưng chuyện mang thai và chuyện sanh con thì đó là thiên chức của người phụ nữ, cho nên bắt buộc là phải mời em cho bằng được. Dạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với đúng cái hành trình mà không ai thay mình được hết á. Dù cho cái người đàn ông kia ảnh có nhớ cái thời gian biểu của con tốt cách mấy đi chăng nữa, thì riêng chuyện này anh không có gánh vác được đâu. Đó là cái ngày đầu tiên mà em nhận được cái tin từ vũ trụ báo lại cho mình rằng là có một sinh linh bé nhỏ đến với mình rồi. Thì cái thời khắc đó nó đã diễn ra như thế nào? Thật ra thì khi mà em gặp chồng em á, thì em có hỏi là anh ơi giờ anh già quá rồi, Ủa? Vậy luôn hả Thảo? Nhưng mà hả, 5 năm, 6 năm nữa tỉnh con á, thì con của mình nó lớn mà anh già quá không có được. Lỡ đi học thì anh bằng tuổi nội của con bạn nó thì coi sao được, thôi dùm đẻ luôn. Lẹ lẹ. Cái ảnh nói ok vậy thôi mình sinh con. Thế là hai người mới quyết định đi check up, đi kiểm tra sức khỏe. Thì em qua Thái rồi em kiểm tra các kiểu, kiểm tra cả hai vợ chồng luôn, anh đó rồi em, rồi chích ngừa. Bao nhiêu cái ngừa rubella, ngừa gì gì cho bà bầu là chích ngừa hết. Bác sĩ kêu ok, bây giờ có con được rồi, bắt đầu đi về chuẩn bị có con. Rồi khoan, trước khi mà có con á, để chị rót nước cho uống rồi lấy sức kể tiếp. Bao nhiêu cái nếp có thể dũa được cho bà đi, cái nếp quên mời nước, nó có thể ổn định từ số này qua số kia. Không được, ngồi vô cái ghế này là bị mắc nghe nói. Quên. Quyết định gì có con thì chị biết là phải này nọ khoảng một tháng. Thấy là anh bắt đầu đi ra ngoài tiệm thuốc tây anh mua que thử thai, mua rồi mua tính mấy chục cái á, xong mỗi sáng mở mắt dậy là được cái que đi thử theo. Ủa, em không có tín hiệu gì cũng kêu đi thử que vậy đó? Anh tự thử, anh nói là để hồi tín hiệu là bị muộn rồi, kiểu như là mình sẽ có bầu trước khi mình bị tín hiệu, mình sẽ có bầu 3-4 tuần gì đó thì mình bắt đầu mới ngán, đúng không? Chờ ngán là hơi bị lâu, cho nên là mỗi ngày em sẽ thử que, em thử mỗi ngày luôn, em thử nhiều lắm, em thử không đếm nổi bao nhiêu que luôn á. Thì anh đứng ngoài anh chờ. Em có khi nào chồng em đi mua que thử thai á mà người ta bán sỉ cho ảnh luôn không? Người ta quyết định lấy giá sỉ luôn, người ta không lấy giá rẻ luôn. Cái cô bán tiệm thuốc tây anh còn hỏi anh mua chi nhiều dữ vậy anh? Kiểu vậy anh có bao nhiêu bà vợ thôi, vậy anh có bao nhiêu bà vợ thôi. Nhưng mà anh mua nhiều lắm chị, xong rồi em lúc mà em phát hiện có bầu là còn dư 2-3 que gì, còn tới giờ còn ở nhà kìa. Nó cũng đặc biệt đó mọi người, tại vì cũng lâu lắm rồi mình mới nghe được một cái chia sẻ là cái người đi mua que thử về để sẵn đó là người chồng chứ không phải là người vợ. Cái bối cảnh mà trong rất nhiều lần thử mình nó chỉ một vạch, thì đến cái ngày mà nó lên hai vạch nó đã diễn ra như thế nào? Thì em đã kịp rồi. Hai rồi nè. Cuối cùng cũng được hai. Nhưng mà trong cái ngày đó nó có cái biểu hiện gì khác không? Không. Sớm quá chị. Chẳng có biểu hiện gì hết luôn á, sớm quá trời sớm. Mà chắc em baby được 3 ngày tuổi không? Em đang đi phim, em đang quay phim, cho nên là cái que đó là thử đang ở lên
Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long thì thử xong rồi đang có phim mà, ráng qua cho xong. Trong cái quá trình mà từ cái lúc mà thử hai vạch cho tới kết thúc cái hành trình của cái phim đó thì nó có cái sự gọi là can thiệp của ông xã không? Ảnh có ý kiến gì hay không? Ảnh có dặn dò là cẩn thận hay như thế nào hay không? Em giấu dữ lắm. Em đi phim, ảnh đi theo sát nút luôn á. Là quay tỉnh nào cũng phải gom hành lý, gom vali, rồi mang quần áo, gối mền, chăn ga, gối đệm mang theo đi theo đoàn phim hết trơn á. Ra đoàn phim ở trong khách sạn của đoàn, nhưng mà em không về cho ra ngoài hiện trường hết. Đang chừng thấy chữ chết. Trời ơi, thấy cảnh mà đang bầu đó mà lội sông, lội suối, rồi nhảy xong đùng đùng một hai sáng chữ chết sao? Thì đúng rồi. Giấu kỹ lắm, giấu không biết gì hết. Không biết đâu chị. Cũng nhanh lắm, khoảng một tháng mấy sau là về luôn. Là ở nhà dưỡng thai, mà thật ra cũng không có dưỡng gì. Em cũng không có mệt mỏi gì hết, em khỏe lắm. Không có ngán. Không ngán. Tận hưởng thôi. Chồng ngán. Em có leo qua người ổng không? Có. Mà không ngán vậy. Lúc chị thân thứ hai chỉ dạy em, chị nói mày về mày chờ chút chồng mày ngủ mày lên. Thế là em về em chờ lúc đang em làm thiệt. Em làm chứ. Chị thân thứ hà, tụi em trân trọng gọi tên chị trong cái số này. À, cũng may là Hà không bị ngán mà ba với anh bị ngán. Khi mà mình có thai thì mình bước qua người. Mẹo dân gian á. Thế là em cũng chờ anh ngủ, em lén em bước qua bước lại mấy cái mà không ngán thiệt chị, em không bị gì hết. Rồi coi như chuyển hết cái cơn ngán đó qua cho ảnh thiệt. Không biết là ổng stress quá hay sao, khi người ta stress quá, người ta căng thẳng quá, người ta cảm thấy mệt mỏi, muốn ói hay chóng mặt gì đó không biết. Ông căng thẳng quá ổng thế thôi chứ em cũng không nghĩ là. Nói chung là những cái triệu chứng mà ngán của bà bầu là chồng em có hết. Chị mệt quá anh muốn ói. Chị mệt quá anh muốn ói. Anh ăn không có được. Nhưng mà chị hỏi nè, tại vì anh An á là cũng có con rồi, cho nên là chắc chắn anh sẽ có kinh nghiệm trong cái vấn đề mà chăm bà bầu. Thì ảnh chăm em như thế nào? Ảnh chăm em lên 30kg như thế không? Chăm xuất sắc luôn. Ra thì không cần có bầu hay có bầu, hay bây giờ có bầu đẻ 5 năm rồi anh vẫn chăm y như thế. Là anh chỉ ngồi thôi, xong rồi nước để đây nè, đồ ăn để đây nè, cái hả miệng đắm đút vô luôn, không cho được tự cầm luôn. Có kiêng cử gì không? Ảnh có nói với em những cái mẹo để kiêng cử hay là như thế nào? Ảnh ở bên Mỹ lâu đó, cái ảnh không có kiêng gì hết. Mình người Việt Nam mình hay có kiểu như là trước 3 tháng là không được nói cho ai biết, tại vì không có nên rồi gì đó. Ồ, đi qua cả thế giới là không cần biết là mấy tháng mấy ngày hết á. Hoặc là khi mà mình sanh xong bảo là phải giữ ấm nè, rồi quấn em bé hay gì vậy là không. Anh không có, anh không có tin cái chuyện đó. Anh nói là trời ơi không được đâu, cứ thoải mái bình thường, nên là anh không có tin. Vậy thì chị hỏi em nha, bây giờ em không có stress vì cái chuyện mang bầu và em cũng không có quá căng thẳng về cái việc mình ở trong thai kỳ, nhưng mà số cân thì nó lên mỗi ngày và cái công việc của mình là cái công việc biểu diễn, cái hình ảnh nó rất là quan trọng, và tại thời điểm đó em vẫn còn định là sinh xong em đi làm lại mà. Thật ra thì tại vì em chưa bao giờ mặc trong cuộc đời mình hết trơn á, em chỉ mặc lúc em có bầu thôi, cho nên em nghĩ rằng á là trời sinh mình ra mình luôn luôn ốm rồi, mình có một cái đặc quyền. Nghĩ là trời độ em hoài vậy luôn. Em nghĩ là trời độ em hoài luôn á. Em nghĩ là trời ơi chuyện nhỏ, đẻ xong một phát nhịn ăn một tuần hay hai tuần là ốm lại liền mà chị ha, dễ ốm quá trời có gì đâu. Nhưng là người mẫu sẽ có những cái bí quyết riêng nữa. Dễ dàng lắm, không có gì hết, không có gì phải lo lắng hết, cứ thoải mái vô tư lên. Ai biết ra sao ngày sau? Ai biết ra sao ngày sau? Rồi bác sĩ nữa, bác sĩ nói là hả, có những người á, người ta ăn bao nhiêu vô con người ta hết, có những người người ta ăn bao nhiêu vô con người ta ít lắm, chỉ vô mẹ thôi. Thì em á, con em nó ít, nó bị nhỏ, em phải ăn nhiều lên vô, tuy là vô người em nhưng cũng một phần vô con em. Thì để cho con nó có thì mình phải ráng mình ăn vô, xong rồi mình lại tự tin nữa, mình nghĩ chỗ chuyện nhỏ muốn giảm cân thì đó vấn đề gì đâu. Nhưng mà lên 30kg, lên 30kg, xong rồi sanh xong nó cũng xuống nhiều lắm á. Em nghĩ sanh xong cũng xuống luôn, xuống hẳn mười mấy 20kg luôn. Nhưng mà mập là mập lúc sau này, lúc mà cho con bú á. Đúng rồi. Xong cái đói bụng, nó đói bụng dã man luôn. Con em bú đây là em muốn ăn lúc con cũng ăn bú luôn á. Nó đói quá trời đói luôn, ăn nhiều vô, xong cái con nghỉ bú. Mà cái lượt ăn của mình nó vẫn như thế, mình vẫn đói bụng, ngọt lắm. Xong rồi mình lại ăn nhiều quen rồi nữa, cái mình lại nghĩ cũng chưa cần giảm cân, nó đi làm lại đâu mà. Chưa đi làm mà. Đúng không? Chưa đi làm mà. Thôi khoan, đi từ từ. Chưa có định vai. Mình hôm nay mình chạy nhanh quá. Mình phải từ từ, từng lớp, từng lan đàng hoàng cho khán giả người ta nghe nữa. Bây giờ, đúng rồi, mang bầu khỏe ru, không có gì hết trơn, toàn là tận hưởng thôi. Rồi bây giờ tới lúc đi đẻ nè. Cái ngày hôm đi đẻ nó như thế nào? Ôi em bầu lâu lắm, chắc bầu sướng quá bầu lâu. 41 tuần vẫn chưa có đẻ, không đẻ luôn. Trời lâu ơi là lâu. Bầu sướng quá bầu lâu.
đầu không đẻ. Cái đoạn 41 tuần á chị ước gì là đẻ mà phát cho xong cho nó khỏe người cho rồi, nó mệt khủng khiếp luôn mà cứ chờ hoài luôn á, xong cái bị ảo tưởng là mình sắp đẻ tới nơi, cái đau bụng quá trời, nó em đau bụng quá, đẻ rồi đi đẻ thôi. Mừng quá. Cái trở lên Bình Dương, em sanh ở Hạnh Phúc mà, lên Bình Dương bác sĩ nói đâu có gì đâu, không có dấu hiệu gì hết đó, đi về. Cái chở nhau về xong ngày hôm sau cái em đau bụng nữa, em nói đau bụng chắc chắn đau bụng, em đẻ đó. Cho em đi đẻ đi, em chở hết nổi rồi. Thế là dùm dừng tiếp mà không đẻ được hai lần. Cái anh đang nói là bây giờ vợ tôi mắc muốn đẻ quá rồi, chích sinh được không? Thế là đưa dục sinh, chích dục sinh cho đẻ luôn rồi á. Là em đưa vô chích dục sinh xong thì chích giảm đau xong rồi nằm chờ nằm chơi. Tới khoảng chừng nào bác sĩ kêu ôi đẻ được rồi đó, nhanh lắm, chỉ có 2 phút là xong rồi. Vô cái bác sĩ nói đặng thử nha, cái thử cái kêu đặng thiết đi, cái đặng cái là xong. Dễ vậy luôn á. Mà ở trỏng chứ không chịu tung cánh bay ra luôn á bồ câu. Vui vậy. Bồ câu nó già lắm, nó ra tôi nó già, trời ơi nó già nó xấu. Ủa khoan từ từ. Kịp hỏi. Tôi chưa kịp hỏi. Bà Lan bà phải được hỏi cái câu đó bà mới thả lòng. Đúng rồi. Không chị hỏi đi em. Tôi phải hỏi cái okay, chị hỏi đi. Mà khi em lần đầu tiên em nhìn thấy con em như thế nào? Không là tối nay bà không ngủ đó. Câu nó nhỏ ký mà chị, em đâu có vô con đâu, vô mẹ mà. Cho nên là nó nhỏ lắm, nó có 3,2 kg hay gì hà. Xong rồi nó sanh ra cái nó nhăn nhiêu. Rồi nó đỏ, nó không có trắng gì hết á, tưởng lúc đẻ ra phải trắng bóc. Người ta mới sanh mà trời, thiệt ơi. Hồi lúc mà em có mấy bầu bạn sơ sinh mà biết nói cho mấy bạn giận chương trình này lắm luôn á. No, hồi lúc em có bầu mẹ em nói là phải uống dừa tươi cho nó trắng. Xong rồi pha hộp vịt lộn cho nó có nhiều tóc, cho nó đẹp. Hù em muốn cho phải chăm giấy dừa, chăm cái hộp vịt lộn không? Hù em muốn cho phải chăm giấy dừa, chăm cái hộp vịt lộn không? Dữ lắm luôn, nhiều lắm luôn, nó đẻ ra đâu có tác dụng gì đâu. Nó cũng đen. Xong rồi nghĩ bụng chết rồi, sao con mình xấu vậy? Chết rồi. Hỏi anh An, anh thấy con mình sao? Cái chỗ dễ thương quá à. Ok. Tin không? À, lúc mà anh nói nó dễ thương, em tin ổng không? Hay là em nghĩ ổng đang an ủi mà tình yêu của ổng mù quáng chị ơi, cho nên chị mù quáng. Xong rồi ổng nói đó không dễ thương mà anh thấy dễ thương lắm. Ok, dễ thương thì được rồi, cũng an tâm. Có da kề da đồ không? Sau 2 phút đó. Có chứ, sanh ở đó là mình sẽ chọn kiểu như là chồng sẽ vô luôn, đứng cái bên rồi chồng sẽ đỡ em bé. Lúc mà em bé ra là chồng đỡ lên, xong rồi đưa lên ngực để da kề da, rồi chụp hình. Và vẫn thấy là, ủa sao xấu vậy? Không xấu. Vẫn khẳng định. May quá, càng lớn nó càng đỡ. Rồi sao rồi em, nhưng mà em vẫn khẳng định là con mình xấu. Thành ra là lúc đó thì em đón nhận cái điều đó là nó có rưng độ không hay là như thế nào? Em hả? Em không biết nữa, nhưng mà như mọi người nói qua kia mà mọi người nhìn thấy con mọi người sẽ hạnh phúc, rồi mọi người muốn khóc, rồi mọi người xúc động, mọi người đã nhìn thấy con em chỉ nghĩ là ok, kiểu say hello làm quen, mấy lần đầu mới gặp kiểu giống như vậy. Em thương con em là khi em nuôi, rồi em chăm, rồi em ôm, em ấp, em hửi, em hít, rồi em rất còn mới thương. Chứ em thấy lúc đẻ ra cũng không có thương gì, có quen biết đầu thương. Đúng rồi, cảm xúc đó nó cũng rất là bình thường thôi Thảo. Tại vì cũng rất là nhiều bà mẹ ngồi ở đây cũng chia sẻ cảm xúc đó. Và các mẹ thường là bị áy náy về cái cảm xúc lần đầu tiên mình gặp con mà mình chưa có tình cảm nhiều. Các bạn ấy cũng áy náy lắm. Lúc đó là mình đã tiếp xúc với bạn ấy ngày nào đâu, đúng không? Đâu có ôm ấp ngày nào đâu, cho nên là cái tình cảm lúc đó nó chưa có nhiều. Sau này cho bú, nó bám, nó bú, đồ đấy cưng, mới bà mới thương. Lúc mà mình đi, cái nó đòi mình đi theo đó, đó. Những cái lúc đó là mình thương. Bây giờ thương quá rồi. Tôi không có dễ thương. Mang bầu cũng dễ nè, đi đẻ cũng dễ nè, rồi tới lúc nuôi con có dễ không? Có nuôi đâu mà dễ, không dễ, chồng em nuôi, không có nuôi đâu. Thì hả, lúc mà mọi người hay hỏi là ngủ có con tháng đầu tiên có mất ngủ không á, ủa em ngủ em có hay gì đâu, em còn á hả, nó chưa kịp khóc nó mới lăn thôi là ổng bật dậy, em ôm nó rồi ví dụ ổng quấn nó rồi, cho nên là đâu có nghe nó khóc tiếng nào đâu. Sao em nói là hôm nay em không thấy con mình khóc, sao tối nó khóc đêm ta, sao không như con người ta khóc đêm rồi các kiểu kêu ra, tại vì giờ ngủ đâu. Bảo nghĩ là ảo tưởng. Bảo nghĩ là bà phát hiện ra chuyện rất động trời. Kiểu như bằng tất cả sự trách nhiệm của người làm mẹ, tại sao con không khóc? Có vấn đề gì với con không? Mẹ đâu có ngờ. Ủa Thảo, sao lúc đó em không dọn ra phòng khác em ngủ luôn á, em để hai cha con ngủ riêng. Trời ơi chị ơi, em mua là nôi từ gì đó, em tách coi em ra kiểu như ngủ riêng. Em cũng quyết tâm kỷ luật thép lắm luôn á, em phải dạy nó như là quân đội rồi các kiểu. Không được gì hết, được một ngày một là cha nó bế nó lên giường luôn, em ngủ giấc em mở mắt dậy thấy hai người nằm kế bên. Vậy đó, không có dạy được đâu. Con hư là tại cha. Ủa đây là khoan, hôm nay là chương trình bóc phốt người chồng hả? Không có, đang khen. Không mà thái độ khen kìa. Khen
Em mà thái độ kỳ lắm. Rồi nhưng mà có một chuyện anh không làm thay em được, đó là chuyện cho con bú. Đúng rồi, thế là em đang ngủ gì nè, anh dí con vô xong rồi nó bú gì đó. Nhưng mà em cho bú trực tiếp ý, không có hút sữa ra, cho nên là mệt lắm luôn á. Tại vì nó cứ, em thấy hút sữa ra xong mình sẽ cân được là bao nhiêu ml vậy nè. Uống vậy thì nó sẽ biết no hay nó không no. Còn bú trực tiếp nó cứ hỏi miệng anh, nó bú 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 bú, nó bú nhiều chừng cái nó ngủ, nó nhiều khi nó nửa chừng cái nó ngủ mất tiêu. Cái nó không bú nữa, cái phải dỗ 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 nó, mà em đâu biết đường đâu. Thế là em nhớ cứ 2 tiếng nó bú 1 lần, tiếng nó bú 1 lần, bú cả ngày luôn á chị, không có làm gì được hết, chị chỉ ngồi cho nó bú thôi. Cho nên là xong rồi stress lắm. Tại vì mình bị bức bối trong người, mình stress, bực bội lắm. Lúc mà em cho con em bú tới 19 tháng á, em cảm thấy là trời chắc chết, nửa chắc chết, không sống rồi, chắc chết chắc luôn, không sống rồi, em mệt quá cay sữa. Rồi bây giờ nói tới cái vấn đề công việc nè. Khi mà em có bầu thì em cũng nghĩ rất là vô tư, mình có bầu mình mập, mập rồi mình đẻ xong mình giảm cân rồi mình đi quay. Nhưng rồi cái việc mà em cho con bú nó cứ quay cuồng cứ 1 tiếng 2 tiếng, em phải lặp lại 1 tiếng 2 tiếng lặp lại. Em quên luôn việc là mình cần phải lấy lại vóc dáng để mình đi làm hay như thế nào? Không thể nghĩ cái gì khác được hết trơn á. Với lại cái đoạn đó em cũng bị stress á, em bị giống như trầm cảm gì á mà không biết. Cho nên là khi mọi người nói trầm cảm sau sinh hay gì đó thì chắc cũng có đó. Tại vì tự nhiên cái mình buồn, tự nhiên cái mình đau mút, cái mình buồn bã, mình cảm thấy là cuộc đời này nó không có gì hết vui vậy. Mà sau ngay lúc mà em tỉnh ban nhiêu ban ngày chẳng hạn, em bình thường lắm. Em thấy hả, ba mẹ mình yêu thương mình, rồi chồng mình yêu thương mình, cái gì mình cũng có hết trơn á, mà mình đâu có đứng vấn đề gì đâu, mà không hề có vấn đề gì trong cuộc đời em luôn á. Mà tới 4 giờ chiều mặt trời lặn là em cũng lặn luôn, em cũng buồn theo luôn à. Trời, nó buồn lắm chị ơi, nó buồn khủng khiếp, rồi khóc nữa. Mình không biết tại sao mình bức bối hết á, mình không biết tại sao mình buồn khổ, mình khóc lóc hết trơn á, mình không có lý do luôn. Nếu như các mẹ mình nhìn ra lý do thì các mẹ không bị nữa. Chuyện không có đủ sáng suốt để nghĩ đến chuyện đó. Cái câu chuyện về các cái chướng ngại tâm lý nó ở đó, đó, nó ở chỗ là khi tôi nhìn ra được lý do là thực ra tôi đi giải quyết được vấn đề rồi. Còn khi mà tôi không nhìn ra được lý do, tôi không nghĩ là tôi có vấn đề, và vấn đề thì nó vẫn tồn tại như vậy ở đó. 4 giờ mặt trời lặn tôi sụp, mà tôi không hiểu lý do. Nhưng mà đến khi mà mình vượt ra rồi thì mình mới bắt đầu nhìn thấy, thì câu chuyện đó nó xong rồi. Giống như lúc đó em cũng ngồi em lật lại cuộc sống của mình hiện giờ, rồi gia đình, công việc, rồi chồng con, mọi thứ mình lật lại để mình coi là cái vấn đề đó nằm ở đâu mà mình bị như vậy, mà mình buồn đúng giờ đúng ngày, là đúng giờ là buồn, đúng giờ là buồn, đúng như đồng hồ luôn á. Giống như là tới giờ là cái hóc môn nó lên rồi sao. Để cho mình quỳnh cũng tìm lý do, rồi mình suy nghĩ hướng này hướng kia hướng nọ, mình không nghĩ ra là mình đang ở nhà quá lâu, hoặc là mình là một con người cái chân đi chẳng hạn, mình không ở nhà được, nhưng mình không nghĩ đến cái hướng đó luôn. Cho nên là cái người đồng hành quan trọng. Em có chia sẻ điều đó với anh An không? Có. Em nói trời em buồn quá, trời em buồn quá luôn, em buồn quá, em muốn khóc ơi, em khóc quá chứ khóc. Em buồn khóc quá chứ khóc. Ông nói biết gì đâu, ông cứ dẫn đi cà phê. Nhưng mà có đi cà phê cũng đi hai vợ chồng với đứa con, có bạn bè gì đâu. Tại vì ai cũng bận hết chị, mọi người làm việc, mọi người đâu có rảnh như mình đâu. Có chạnh lòng không khi mà mình ở nhà mình cho con bú, mình nuôi con, mặc dù là mình có người hỗ trợ rất nhiều, nhưng khi mà mình thấy bạn bè của mình từng bước thăng hoa, thành công trong cái sự nghiệp mà lẽ ra nếu như mình không sanh con thì mình cũng được như các bạn ấy, có chạnh lòng không? Có chứ, nhớ rồi, muốn đi làm, thèm đi làm dã man. Kiểu giống vậy đó. Thỉnh thoảng bây giờ em vẫn nói với anh An, trời em thèm, nhớ đoàn phim dễ sợ luôn. Nhưng bạn ấy sẽ bị mắc kẹt ở cái gì các bạn biết không? Khi mà bạn có một đứa con á, bạn có một đứa con, bạn bắt đầu cân lượng là bây giờ mình sẽ đi hưởng thụ cái điều đó, cái cảm giác thỏa mãn mình, hay mình ở nhà để mình đồng hành với con, thì nó bắt đầu tạo ra một cái sự đấu tranh, và cuối cùng đứa con nó đã thắng. Và mình sẽ cho phép đứa con thắng với một cái tâm niệm gì nè, thực ra thì cuộc sống mình đủ đầy à, mình cũng không cần nhiều, nhưng mà ở nhà vẫn không thỏa mãn về tâm lý. Cái lý do là gì? Là mình đã có một cái tuổi trẻ rực rỡ quá rồi, mình cũng hơn bao nhiêu người rồi, mình cũng trải nghiệm hết rồi, rực rỡ tuyệt vời lắm rồi, có được thì tốt. Nhưng mà không có được thì cũng không sao. Với lại chồng em già quá rồi, em mà bỏ đi quá, em ông già quá, ông chẳng đi chơi gì được chơi, vậy phải dẫn ông đi chơi, em giận không? Em hay nói với anh An là em ở nhà để take care hai cha con, để chăm sóc hai cha con, để cho hai cha con hả có một gia đình thật là hạnh phúc, thật là ấm áp. Khi nào mà con nó lớn, nó 16, 17 tuổi rồi, đi ra ngoài đường nó không cần em nữa. Đó, và khi đó anh già rồi, anh hẳn happy rồi, anh đã được một gia đình hạnh phúc và anh đầy đủ rồi, em sẽ đi đóng phim lại. Cái ông hỏi là lúc đó em già quá, có ai thuê em nữa không? Thảo, nhưng mà chị hỏi nè, điều gì khiến em thay đổi nhiều như vậy? Tại vì rõ ràng với một cái người cái tuổi trẻ đã quá rực rỡ như em thì cái chuyện mà
mình bỏ hết tất cả để mà mình chọn cái việc là mình ở nhà mình chăm con á, nó không phải là điều dễ. Em nghĩ cái đó là trách nhiệm đó. Khi mà mình có gia đình cái mình tự nhiên cái mình có một cái chuyện gọi là trách nhiệm nó đổ lên người mình á. Chứ ngày xưa mình chẳng có trách nhiệm gì cả, mình có trách nhiệm bản thân mình thôi, cho nên là nó thoải mái hơn nhiều. Còn bây giờ mọi người hay hỏi em là có sinh con nữa không? Không tin nữa. Nuôi một con người trách nhiệm nó lớn quá chị, nó lớn quá. Em cứ sợ con em nó sẽ không có được đầy đủ về nhân cách, về tâm thần hay về tính cách hay về cái suy nghĩ của nó. Em sợ nó lệch lạc những cái đó, chứ em không có sợ nó thiếu thốn tiền bạc hay nó thiếu ăn, thiếu học, không sợ. Em chỉ sợ là không đủ tình yêu, nó không đủ tình thương, sao nó sẽ lệch lạc, nó thiếu thốn, nó lại cần những cái điều đó bên ngoài, nó sẽ dễ dụ gì chẳng hạn đó. Cho nên em muốn cho con em tất cả những cái tình yêu mà em có, mà gia đình em có, xong rồi nó sẽ tự tin. Những cái đứa trẻ được yêu thương tự tin khủng khiếp, nó tự tin lắm. Một câu tự tin dễ sợ, nó nghĩ rằng cả thế giới này yêu thương nó nên nó tự tin như thế. Nhưng mà tự tin quá nên bây giờ, ngày xưa em nghĩ vậy nha, xong bây giờ em nghĩ rằng cũng hơi sai, nó sẽ bị hay ngây thơ. Nó trong veo, nó nhìn cuộc đời trong veo đúng không? Giống như vậy sao? Nó nghĩ là cả giới này cũng yêu nó. Nó gặp ai nó cũng oh hello, nó vui vẻ lắm. Nó nghĩ là cái người đó yêu nó như cha mẹ nó yêu vô điều kiện vậy đó. Thì nó cũng hơi sai một chút, chưa biết sửa làm sao. Anyway là cứ mỗi một chút, một bước lọc một chút, bước lọc một chút, học hoài. Ông tinh thần đó đúng rồi đó. Lọc cho đến khi nào mà con nó không cần nữa và mình thực sự không còn sức nữa. Hành trình đó đâu có kết thúc. Còn sức là hả chị? Hành trình đó đâu có kết thúc em. Cái gắn kết giữa cha mẹ với con cái. Với lại, và không, tại khi chị nói điều đó khi chị nói điều đó là cái tâm ý của chị là gì? Là phụ huynh bớt căng thẳng. Chúng ta hay bị căng thẳng ở một chỗ là chết rồi, con tôi chỗ này chưa được nè, con tôi chỗ kia chưa được. Và mình cảm thấy nhiều nỗi lo. Nhưng không sao đâu mọi người, cứ để cái chưa được đó đi. Mỗi ngày mình lọc một chút, chứ mình không thể cùng một lúc biến cải đứa trẻ thành một cái đứa ngon lành và mọi thứ đều ổn. Một mình tay chồng em chăm con hết. Chồng em ngán giùm cho em, chồng em cho con bú luôn, chăm con, cho con ăn tất cả mọi cái. Như vậy thì ổng có còn nhiệt huyết trong cái vấn đề quan hệ vợ chồng nữa hay không? Ồ, rất vui vẻ. Rất vui, vẫn vui hả? Vẫn rất là vui vẻ, vẫn rất là happy. Em nghĩ á, giống như hồi lúc em lấy chồng mọi người hay nói là cẩn thận. Em chồng em chênh là tuổi dữ lắm đó nghe. Mai mốt bây giờ không sao đâu, còn ok. Nhưng mà mai mốt thì nó sẽ lặp 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 các kiểu. Nhưng mà 5 năm rồi, ôi, tôi vẫn rất là good. Em nghĩ là cái tình yêu nó tăng lên. Con cái là tình yêu tăng lên rất là nhiều luôn á. Ông sẽ nhìn con em đáng yêu quá, có nhìn con vợ, kiểu vợ ông cũng đáng yêu y chang con ông. Ông yêu luôn cả hai, kiểu vậy đó. Yêu lắm, yêu ơi là yêu, rất là tốt. Lần đầu tiên khi mà, cái ngày đầu tiên hai vợ chồng quay lại trong cái vấn đề riêng tư của vợ chồng sau khi mà em sanh á, thì nó bao nhiêu lâu? Lúc đó em sanh xong mấy tháng? Chắc khoảng 2-3 tháng gì đó, em không nhớ. Ai là người chủ động? Chồng em. Ông hỏi là vợ có sẵn sàng chưa? Kêu vậy làm biến. Vợ làm biến. Vợ làm biến. Vậy đó. Thì ha, anyway là cũng bình thường rồi mà ta làm biến. Con cái mệt mỏi chết được. Kiểu giống vậy. Em nghĩ phụ nữ sẽ có cái cảm giác suy nghĩ đó. Đúng rồi. Ôi mệt quá, làm biến quá, con em phiền quá, ôi công việc em đang stress quá, khách hàng với em thế này, nhân viên em thế kia, em có nhu cầu gì hết ra đừng có lại gần em. Có nhu cầu gì hết ra đừng có lại gần em. Vậy. Mà mặc dù là rất rất là nhiều người chăm mình nha. Rất là nhiều người chăm, không có làm động móng tay luôn đó mà vẫn mệt mỏi. Ủa phụ nữ là thứ khó đoán nhất trên đời. Cái gì? Thì đó, nhưng mà ôi chồng em dễ thương lắm. Đáng yêu. Yes. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhắn cho ai? Khi mà bên cạnh mình có một người đáng yêu như vậy thì em quyết định đi. Tại vì có một cái chuyên mục cuối của chương trình là mẹ bỉm nhắn gửi. Thì bây giờ em quyết định nhắn gửi cho ai nè? Nhắn gửi cho chồng đi. Bây giờ hả, em ở nhà 5 năm rồi, không đi đâu hết, không làm gì em thích hết trơn á. Xong rồi em đẻ cho anh đứa con, nó giống anh, tính cũng giống anh, nó đi theo anh luôn, nó không có thương em. Cho nên anh nuôi là tất nhiên rồi, chứ đâu có lý do gì mẹ em nuôi đó đâu, đúng không? Nhưng mà em cảm ơn chồng rất là nhiều vì chồng đã yêu em, xong rồi yêu con, yêu cả hai mẹ con rất là nhiều. Thật ra thì ngày hôm nay nói chuyện với Thảo á, chị mới có thể trực tiếp nhìn thấy được cái sự viên mãn, cái niềm hạnh phúc của em. Và chúc cho em hạnh phúc nhiều hơn nữa. Và nếu được á, thì mình bắt đầu mình có thể con lớn rồi. Bây giờ là mình có thể an tâm để mà mình có thể quay trở lại với lại công việc mà mình yêu thích rồi. Em cũng nghĩ là mình sẽ kiểu như đi một hai ngày cho vui, như tự nhớ nghề thôi. Chứ quay trở lại thì chắc không quay trở lại được đâu. Tại vì còn công việc kinh doanh nữa, nó tự nhiên cái nó sanh chuyện này sanh chuyện kia nhiều thứ quá vậy đó. Nhưng mà chắc mỗi một thời gian sẽ thay đổi hả, từ 0 đến 5 tuổi nó sẽ khác, 5 đến 10 tuổi nó sẽ khác, 15 tuổi nó sẽ khác. Hồi đó em hay hỏi chồng em là chừng nào mình khỏe, chừng nào mà mình mới hết mệt mỏi với con cái, không phải lo lắng là mình khỏe. Ông bảo là 3 tuổi là khỏe, xong rồi 3 tuổi hỏi sao chưa khỏe vậy honey, nào mình mới khỏe được vậy honey. Ông kêu 5 tuổi đi mình khỏe, xong 5 tuổi nó khỏe gì đâu,
Mỗi một tuổi có cái lo khác. Em đến chín à, mỗi một giai đoạn sẽ khổ một kiểu à, không khỏe à. Còn mọi người muốn khỏe được không ạ? À? Được, khỏe ngay lập tức luôn. Có nghĩa là khỏe hay không là do mình á, do mình cảm nghiệm về cái vị trí làm cha mẹ. Chứ còn mà nếu như mà bị dính mắc vô cái khó khăn thì chỉ nhắc một câu thôi, mỗi độ tuổi nó khó một kiểu, không có chuyện hết khó.